Hello, mến chào quý vị và các bạn nha. Mình đang quay cái cây ớt của nhà mình đây nè. Mình đang quay hai cái cây ớt của nhà mình đang trồng ở trong chậu. Bây giờ là bắt đầu là mùa thu, thành ra đó nói thật thì hôm nay mình thấy bầu trời rất là đẹp và những cái lá nó đã vàng rồi. Thành ra mình đưa lên cho quý anh chị coi đó. Đây là những cái lá thu mà nó vàng đỏ trơn à. Cái cây này nó giống như là cái cây mà ở Canada đó quý anh chị em. Canada mình thấy có cái lá nó rất là giống của cái quốc kỳ của Canada đó. Quý anh chị em thấy nó đẹp dễ sợ không? Nó là cái màu đỏ đó. Còn ở phía bên kia thì có những cái cây màu vàng. Thì hiện tại thì ở bên Mỹ này quý anh chị em biết mà mùa thu mà mùa xuân hạ thu đông đều có đủ hết á. Cái mùa nó rõ rệt lắm. Chứ nó không phải là giống như bên Việt Nam mình có mùa nắng, mùa mưa không thôi. Và khi mà mùa thu mà chúng ta thấy đó thì tất cả các lá cây đó nó từ màu xanh đó rồi nó chuyển sang màu màu vàng rồi chuyển sang màu đỏ. Thấy không? Với anh chị em thấy mấy cái cây đó đó. Đó, đi cho quý anh chị em thấy nha. Đây đó có mấy cái cây cũng màu vàng đó. Có cái nhiều cây thì màu xanh nè. Màu xanh thì nó chưa có, tại vì giờ này thì nó cũng chưa có lạnh mấy. Nhưng mà bắt đầu nó hơi lạnh rồi đó. Bắt đầu nó hơi lạnh rồi đó là mình thấy tất cả các cây này nó đều ngã theo màu vàng hoặc màu đỏ. Đặc biệt là cái cây này là cái cây maple bồ hay sao đó. Nó gọi là maple bồ hay sao đó. Mà nó ở đằng sau nhà mình nó đẹp dễ sợ luôn á. Thấy cái màu đỏ. Nó thấy màu đỏ là mình biết là sắp sửa chuyển sang đông rồi đó. Tại vì nó hiện tại là mùa thu. Mà bắt đầu tháng 10 là đông rồi đó, 21 tháng 10 thì phải. Cỡ khoảng 21 tháng 10 thì bước sang đông. Thì hiện giờ đó tất cả những cái cây khác đó thì nó là màu xanh. Nhưng mà chỉ có mấy cái cây mà cái lá nó giống cái lá cờ của Canada đó, mình cảm thấy nó như vậy đó, thì nó lại là đổi sang màu đỏ. Mới có lạnh có mấy ngày à, mà nó đổi sang màu đỏ. Còn xa xa kia thì có nhiều cái lá nó màu vàng với màu cam. Thành ra ở đây đó mà đến mùa đông đó là mình biết rằng là thấy là buồn lắm các bạn ơi. Ở đây nó buồn lắm tại vì nó cũng không có cộng đồng người Việt nhiều đó. Thành ra nó cũng rất là buồn. Và mùa đông đến thì nó rất là lạnh và nó còn có tuyết rơi nữa. Tuyết rơi thì thành ra thường thường người ta ở trong nhà không à, chứ người ta không có đi ra đường. Thì chính cái vấn đề tuyết đó nó làm trở ngại cho cuộc sống mình lắm. Nhớ là khi xưa mà mình còn còn sống cái cuộc đời sinh viên mà ở bên Mỹ này đó, nó buồn ghê lắm. Tại vì á mình xe mình thì không có đậu trong gara được,
Cái đời sống mà sinh viên thì nó đâu phải có nhà cửa, nó có gara rồi để sinh xe, rồi để xe trong gara được, mình tránh được cái cảnh mà mình sủi tuyết á. Chứ sáng ra mà mình mất biết bao nhiêu thì giờ để mình sủi tuyết rồi sủi đá. Nhớ mà thời đó TV 256 đó, mỗi sáng đó gọi là lấy nguyên một xô nước sôi đó, nấu nguyên một nồi nước sôi đó, rồi cái tạt vô kiến đó. Tạt vô kiến rồi cái rồi lò máy rồi chạy thôi. Mà biết bao nhiêu lần mình làm như vậy đó mà cũng không có bị bể kiến hay gì đâu các bạn. Bên đây đó mình làm cái đó là hàng ngày luôn á, nhưng mà không có bị bể kiến. Chứ mình đâu có thời giờ để mà mình lên xe rồi mình dẫn máy sưởi lên, nó cũng mất cũng như là 5 phút, 10 phút, 15 phút đó, rồi nó trễ, đúng không? Nó trễ cái công ăn việc làm của mình. Thành ra đó mình phải làm cái như vậy thôi. Mình phải làm cho nó mau rồi để mà đi làm cho nó kịp giờ. Thì mình nhớ những cái mùa đông mà lạnh lùng mà khi mình mới qua đó, rất là cực khổ. Cực khổ nhất là sủi tuyết thôi cho cái xe mình thôi. Và khi mà đến mà 7-8 giờ tối đó mình ở nhà không, mùa đông coi như là gần như là ở nhà gọi là 24, ở ngoài việc đi làm thôi, chứ là về nhà là ở nhà không thôi, không có đi đâu được hết. Đi đâu thì cũng là tuyết không thôi, đúng không? Trong 3 tháng mùa đông đó, nó rất là lạnh lẽo và nó rất là nhiều tuyết. Rồi xe thì xe mà sủi tuyết mà công cộng nó cứ chạy hoài thôi để mà nó sủi tuyết cho người dân đi làm đó. Cái cuộc sống mà mùa đông đó mình cảm thấy nó có những hình ảnh đẹp như là tuyết, hoặc là cây mà nó đổi thành màu đỏ như vậy, mình nhìn thấy là đẹp. Nhưng mà cái trở ngại lớn nhất là nó lạnh đó. Thành ra đó quý anh chị em mà đang ở Việt Nam mà với cái ánh nắng mặt trời mà ấm rồi, nó có nóng tí xíu thì mình ở máy lạnh cũng không sao, hoặc là nóng quá mình đi tắm cũng không sao, mà lạnh quá thì mình thấy cực hơn nhiều đó. Và mình không không có đi đâu chơi được nhiều, mình chỉ toàn là ở nhà không à. Việt Nam thì mình mùa nóng nóng thì mình cũng ra đường mình chơi được, phải không? Hoặc là mình đi đây đi đó thì cũng có máy lạnh thì nó rất là dễ thở cho mình. Còn ở đây thì mùa đông thì chịu thôi, ở nhà suốt ngày thôi, không có đi đâu được hết. Thì hôm nay đó mình quay những cái quang cảnh cho quý anh chị em thấy là sắp tới mùa đông như thế nào, và lá nó trở thành màu vàng màu đỏ như thế nào, để mình quay qua cái một bên hàng xóm tí xíu nha. Quay qua bên hàng xóm tí xíu đó, hàng xóm mình đây có cái cây thông này, mấy cây thông này rất là đẹp, cây thông này rất là đẹp. Rồi phía xa xa thì cũng có mấy cái cây nó ngã màu, đúng không? Đó, cái cây thông của hàng xóm mình nè, đó đẹp ghê không? Mình thấy mới trồng đây mà sao mà nó lớn nhanh quá, quá nhanh luôn. Ngoài ra mình đâu có biết, mình không biết quay cái gì nữa đâu, đại khái là như vậy. Thì có thể là mình quay một chút xíu về cái quang cảnh ở trong nhà mình như thế nào thôi chứ. Mình sử dụng cái máy này mình bấm bậy rồi, không biết có sao không, mình đang bấm bậy đó.
Để coi lại coi. À, nó vẫn còn record. Đại khái cái nhạc đó mình thấu trong nhà sơ sơ cho quý anh chị anh thấy đó. Rồi thấy dừng nha.